So với quy hoạch công bố năm 2015, cấp sân bay vẫn là 4E, sân bay dùng chung là sân bay dân dụng và sân bay quân sự cấp 1. Tuy nhiên, sản lượng vận chuyển hành khách được nâng lên là 50 triệu khách mỗi năm, so với quy hoạch trước đây chỉ là 25 triệu khách mỗi năm. Số vị trí đổ máy bay cũng được tăng lên. Cụ thể, số vị trí đổ máy bay từ 82 vị trí như quy hoạch trước đó lên 106 vị trí, bằng cách bổ sung sân đổ máy bay trước nhà ga hành khách T3 và sân đổ phía Nam. Đối với hệ thống đường trục ra vào của cảng sẽ được triển khai đầu tư ngay sau khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết được duyệt, phù hợp với giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói thì hiện tại sản lượng hành khách mà cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phải phục vụ là 36 triệu hành khách so với 25 triệu hành khách của quy hoạch công bố năm 2015 đã tăng 1,5 lần. Do đó sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch chi tiết cũng như nâng cao năng lực phục vụ hành khách của một trong những cảng lớn nhất của Việt Nam là vô cùng cần thiết và cấp bách.